Ngày 25 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Bình bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ trong vụ khai thác cát lậu lớn nhất khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị khởi tố trong quá trình Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, tổng 68 tại mỏ cát trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Công an xác định đây là đường dây khai thác cát lậu lớn nhất trên địa bàn từ trước đến nay. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch tỉnh An Giang. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu, tổng 68, được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hành vi này đã thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước, phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Ngoài ông Nguyễn Thanh Bình, trước đó ngày 25 tháng 8, cấp phó của ông Bình là ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ. Cùng tội danh nhận hối lộ còn có ông Nguyễn Việt Chí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang, cũng bị khởi tố hồi giữa tháng 8. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.